Almas. Almas. Donna E. Thì tiếp nước tôi lại bình luận cho các bạn cùng nghe. Tôi hôm nay mới ngày đầu bình luận nên còn bỡ ngỡ, mà các bạn thông cảm. Và sau đây là Yamamoto. Yamamoto của ai đây, màu bạc, tôi chưa nhớ hết tên các game thủ. Một quả hơi xấu nhưng mà với dân IA thì không có gì là xấu cả. IA trong cánh thế này thế gì đây, xem quân chưa có một tên xem tham lại. IA chưa có một tên rồi. IA Max Tư Quy Chám gặp Tư Quy Chám, tôi cũng chưa nhìn kỹ được lắm. Nhưng mà IA Max các kiểu con đại điểu. Mô 7 là vâng, tôi thích xem máy của anh, một tài năng trẻ. Tài năng trẻ mới đến vô hình quán. Tôi cũng khiếp sợ cho đội phũ của anh luôn. Anh phũ theo từng ngày rồi, kinh nghiệm anh càng ngày có mà. Lò đào tạo vô tình để đào tạo rất nhiều cao thủ, giống như theo tôi nhớ là tem lại FC Đan Anh nó có đồng chí Quyền. Anh Quyền quyền tóc vàng hoe, lúc mới đầu lên đây là nộp hơi bị nhiều nước với những kèo cỏ 30k, nhưng dạo gần đây là anh liên tục thắng kèo với những kèo đến 5 lít và một củ cơ. 30k rồi đến 5 lít và một củ ai cũng thích. Sau đây là dân anh đang đi dò một hiệu 7, ba hiệu đã nằm rồi. Cầm một tên, cầm một tên quân xoay quân nữa là rồi, cảm ơn anh. Đội mình là có Pan, Kata. À đâu, không nhầm, xin lỗi các bạn. Zoman, Mark, Ia, Per. Vâng, sắp xếp thế này theo tôi nghĩ là cũng là mắc binh rồi. Bên địch của nó, Miwan. Miwan, Pan, Miwan, hai Miwan. Vâng, hai Miwan. Sự khó khăn đến từ... Kèm... Sau đây là màn hình máy của Per. Per chưa giỏi thấy gì. Chưa có đồ đồ về. Vâng, rất là rộng rồi, mới một bầy hiêu, nhưng bầy hiêu này lẻ tẻ lác đác 3 năm qua không ăn thua chắc hiêu 4. Rồi anh thích kia đóng nét, nhập vơ này hơi nghiệt rồi. Rồi sau đây hơi nghiệt thế này tôi nghĩ các bạn cũng không có xem cho lắm. Vâng, Macedonia rất giàu, độ 2 voi, một hiêu 5, quả xấu, trận này quả hơi xấu. Vâng, hiêu kép một voi nữa rồi, là 3 voi. Vũ Phạm, rồi từ lúc qua máy của Đê Huy, anh mới đi thực tập bên Trung Quốc về. Đá về hiệu 7 con về nhà. Vâng, đôi voi đã về nhà rồi, Vũ Phạm. Vâng, mời các bạn quay lại máy của Macedonia. Vâng, thua lực là đây, Macedonia thua cửa buổi. Đây là anh Sương Rồng thiếu nước. Vâng, anh có thiếu nước hay không như tôi nói là tôi cũng hơi khát nước. Tiếp nước liên tục, mình thiết kế chiếc BS đá bầy hiêu về luôn. Sư Phú Phàng, anh để danh sư tử làm gì? Tôi một sư tử đứng ngay cạnh nhà chính lắng ngoáng nó cắn trộm một dần đấy, tôi bị mấy pha đấy, tôi nói có sai đâu. Tôi vừa nói xong đấy, với sự kinh nghiệm tôi thì đánh kém ấy, nhưng mà kinh nghiệm của tôi là cũng không kém ai bao giờ đâu. Rồi mọi người đã bảo tôi cười đau khổ, không sao, một dân thôi, một dân không được giải quyết được vấn đề gì, khi nhà anh rất giàu, coi như mất một dân đi dò thôi. Chấm một dân để gì 23 dân. Vâng, anh bỏ thì dần nhà rất giàu. Vâng, anh là đá nốt con hươu lẻ tẻ về cái BS đầu tiên. Vâng, theo tôi là anh ép đời bao nhiêu đây, 753 kích đời 2. Vâng, anh nên cắt dân mã quả đầu ra mã quả phụ tốt hơn. Vâng, anh đóng sức bây giờ cái đi, quả này hơi xấu rồi. Vâng, Max C thì Roman trong cánh. Vâng, IA trận này IA Moto sẽ lên cung A, Max C thì đánh L và đấm Y. Vâng, vừa đầu cánh quan trọng nhất ở trận này là hai tay chém Max C và Per, chém tươi thì win và chém xịt thì còn phải phụ thuộc vào sự phũ phàng của IA Moto. Vâng, IA Moto của LOL như các bạn đã xem, LOL cầm trận sang. Vâng, chủ lực rất tốt, cả chém ở cung, cung chém toàn diện. Vâng, không chấm toàn diện, rất khó để tìm một người như thế. Vâng, còn nhiều ngay ngát luôn, tha hồ anh xả thịt luôn. Vâng, chơi nhà chính anh là cắt ăn quả BB đã thiết kế chưa, BB đã được thiết kế rồi, cảnh đấy không chưa thiết kế, thôi tôi chưa được thiết kế, anh nuôi mới ướm chứ anh chưa đặt, đặt đi thôi anh. Rồi anh là thiếu gỗ, thiếu gỗ. Vâng, theo tôi đoán trận này anh phải 11 anh mới kích được đời thôi, ra các dự là 11.
anh thiếu gỗ trầm trọng rồi. Vâng. Thịt đã đủ nhưng vẫn thiếu gỗ. Vâng. Một chim lợn năm bảo quay máy một năm nhưng tôi không chưa quay. Rồi xem bao nhiêu. Vâng, rất nhiều sư tử. Thiếu một thực. Thiếu một thực không, không sao. Không sao. Một thực không là gì. Vâng, anh đã kích đời. Chưa nhìn được bao nhiêu nhưng tôi đoán chắc là 11 thôi. Nhờ nhá, lực rất khỏe. Xin dò. Một bài lực rất khỏe, công giáp đầy đủ đi anh. Ăn vàng luôn đi, bãi vàng xấu ăn ngay từ đầu đi. Không nên ăn tham bãi quả nữa. Ừ. Công giáp đầy đủ đi. Rồi, cắt dần ăn... Rồi, là thiết kế chiếc đôi ăn. Rồi, nó được đẩy đi. Một bàn rất cao, sợ anh ăn chọc ở đâu rồi. Sáu dân ăn vàng, sự phũ phàng, anh đang thiết kế để bo bế lại bãi vàng. Con giò của anh đâu? Con giò của anh đâu? Đồng, anh đang, cái bãi vàng hơi xấu, nên anh đang lần quẩn đây, mất tay, rất là mất tay, rất mất tay. Sao tôi không nên mất tay những cái tơn như thế này? Anh phải để ý con giò, đấy, rồi rồi. Địch đã phát hiện ra rồi, rồi, nhưng con giò mình là con công giáp đầy đủ cơ mà. Rồi gì phải sợ thêm lần nữa, chạy rồi thôi, không thêm lần nữa. Anh đánh một lò. Anh làm gì có bánh xe mà anh chỉ vào chợ làm gì. Anh có bánh xe bằng chọc con giò của địch đi theo tôi. Rồi, gửi thợ một cái bi. Vâng, rồi, nằm xuống. Vâng, chọc dân rồi. Còn hai, vâng. Chọc đi anh, sợ gì đâu. Hai con dân chọc đi. Vâng, lội giò hai. Ém rồi. Tươi. Xuống, chọc. Rồi, hai dân nằm xuống. Vâng. Chỉnh lại cái gỗ mà. Bãi vàng được bo bế hoàn toàn. Đâu ngày kia đá cơ mà, ngày kia thì mày họ chuyển ra mau vào nó to khỏe. Họ cả hai đầu luôn. Em xuyên, vâng. Anh chị, điên hoang đi em. Theo tôi là y chọc vào bãi gỗ, chém thẳng trong cánh. Dân điên hoang, vâng. Rất khỏe, thịt gỗ, thịt vàng rất là nhiều mà không biết làm gì. Vâng, không biết làm gì. Anh quyết tâm đi chết một thì thôi. Kenea bãi gỗ. Theo tôi thấy như có gỗ 75, vâng, một dân nữa. À rồi, đã được đóng rồi. Vâng. Hôm nay nó kéo đến 12 giờ ăn hoàng. Hai đạo ăn hoàng, đạo 31 đã có. Nhưng làm gì khi với Y đây? Y đang đục của bãi gỗ, vâng, đã có bánh xe rồi. Có bánh xe, anh nó cắt dần hoàng. Lực của bác xe đến tầm này là quá khỏe. Vâng, thủng rồi. Vâng. Thủng rồi. Nhưng anh đánh Y như thế này thì anh chỉ làm hại được một nhà thôi. Đánh như thế này thì theo tôi là không chất lượng. Nên một là có bánh xe đánh đuổi bao giờ. Anh phải cắm y đi. Cắm y sang nhà địch nữa. Cắm một cái y ở nhà địch nữa. Để một hai con y ở nhà thủ thôi. Thủ bãi vàng, bãi gỗ. Đấy. Đấy dân đấy tôi nghĩ là anh nên chạy sâu vào một tí nữa mà anh cắm cái y. Ừ, anh không nghe thấy lời tôi nói. Vâng. Anh cắt hai dân ra cắm y. Đúng rồi. Phải như thế với độ phũ của Max C. Anh chỉ đánh được thời gian đầu. Tham đầu tiên mà anh không đánh tốt thì đến về sau không có bánh xe rất là bất lợi và anh sẽ fit theo thời gian thôi. Tham vẫn 3x, rất tốt. Vâng. Đang chọc vào bãi vàng, một bây giờ đang phế rồi. Mời các bạn theo dõi máy của mẫu 7, vâng, IA, chơi lên được cung A. Rồi, chặt gỗ 2, cung A vẫn một áo. Tại sao này? Cung A hai áo chưa? Hai áo rồi. Đang trên đường nó cấp cung A hai áo, rất khỏe luôn. Vâng, cố gắng khung nhà. Ừ, còn rất nhiều thịt. Vơ vơ chém T13 vơ gặp bàn vơ bài xấu, lúc đầu tôi xem bài xấu mà chém rất là rác. Vơ có ai cầm thiên hà, đúng là thiên hà khác người. Dân này như đi chạy giặc luôn, không biết chém con nào luôn. Rồi, nhưng lạc đà đã có hai chú lạc đà, hai con lạc đà hết máu. Anh này ém rồi, ém rồi, rất đông lạc đà, pan lạc đà pan phũ phàng cảnh sát cơ động. Vâng, ừ, là có B. Bàn cũng rất đông lạc đà. Vâng, bàn đang ngang nhau. Ừ. Thôi, qua lại máy của màu 6 Max C, tôi thích xem Max C. 19 Roman, trong cánh bị 2 phế. Phế rồi. Màu 7, thằng đã gần 7x rồi, vâng, là một... Anh là thần tượng của tôi, vâng, tham cân 1-4 rất to, 4 to ngang 1-7,
Vậy thì 14 tham cũng rơi vào khoảng tầm 7x. Mi Oan với IA, độ phú của cung A 4 chắc lên cung A rồi. 4 chưa ai nhìn thấy nhà màu 4. Xin lại báo về màu 4, tôi đoán chắc ở trong 3 giờ. Màu 4 là 6 giờ, một cái góc rất là đẹp. Vâng. Với tầm này cung A là đủ rồi, đủ thủ nhà rồi. Màu 7 này phải đóng nhà điều kiện để một tơn thực để lên 4 luôn. Giờ anh thì đóng nhà điều kiện một tơn thực để lên 4 thôi. Quân cái này là đủ thủ nhà rồi. Vâng, đánh về lâu về dài cung A không thể phũ phàng bằng với Miu An được. Cung A Miu An thì các bạn biết rồi đấy. Không xoắn bất cứ một cái loại quân gì vào đời 3 cả, kể cả ca luôn, riêng đời 3. Đời 3 để mà Miu An lên cung A hai áo thì thôi rồi, xác định đi. Tham vẫn 7x thôi. Cần đồ thiếu 200 thịt. 200 thịt. Anh đã đủ thịt rồi, đã đủ rồi. Nhà toàn 2 bên lúc. Chắc chắn. Rồi không lọt được vào nhà anh. Lặng. Ừ. Anh bắt đầu bung ra mấy vàng tiếp theo. Vâng, chả có 2 chưa nâng cấp. À sao? Một tơn một đục vào nhà. Vâng, cái hàng ấy ở đấy hình chắn đến bao giờ? Anh chéo đến bao giờ? Vâng, cho vài con vào trong thôi, còn lại để ngoài. Cho tôi anh chốt lại hết những cái e đi. Chốt e đi anh. Chỗ đấy nhìn thấy cung A này là chạy thôi. Anh chốt e đi, đừng để những tên lọt nhà vô vị. Cẩn thận đấy. Lọt đúng rồi. Cung A đấy bảo vệ bãi vàng kia thôi, không cần phải xoắn cả. Nâng cấp là vàng chưa? Đầu máu. Cái cần của anh bây giờ là vàng. Em phải bảo vệ bãi vàng của anh. Giờ xung quanh nhà anh thôi, nhìn lác đác là thấy có hai bãi vàng bên ngoài rồi. Một nhà ấy vào nhà 18, một nhà anh nữa. Thêm một cái A nữa đi. Thêm một cái A nữa đi. Anh có thể sóc được 5 A thoải mái luôn. Đã nhảy 4 thành công. Một tên nhảy 4 trộm đã thành công. Bây giờ cái quan trọng là đẩy quân. Kinh nghiệm đẩy quân. Vâng, bàn. Rất phũ 8, 5 rồi xuống hết. Vâng, 8 quân không có bánh xe, không thể chạy được. Thì, độ phũ của chính dị khi chém nó cũng là điều mà đáng phải suy ngẫm, bởi vì chính anh chém không phải là một tay mơ. Chém có độ đỉa rồi nên đời muộn, nên anh chăn dân rất là rác. Anh hiểu có thù sâu đậm. Vâng, tham đè dốc. Vâng, màu 2 cung A rất là đông. Thôi chết rồi, anh bị dâng A rồi, không ai quản cho màu 2. Dâng A một tên ốp nhà rồi, hoặc không đỡ được, không được rồi. Tất cả đều để quân theo tôi, rút vào trong nhà đứng trên dốc thôi, nhưng anh thiếu vàng, không được. Rút hết trong nhà đứng trên dốc, nhưng mà anh có 1.000 vàng tầm này mới được. Trận này là không ăn thua rồi. Đã bị ốp A luôn. Không cần nói đến đặc đà màu 3, chỉ cần riêng cung A màu 2 đây thôi anh đã khó chống rồi, chưa kể một kích cung A. Vâng, đã gì sai. Trận chém phế của hai đầu cánh. Hai Miu An, sự phũ phàng của Miu An. Tại sao để Miu An màu 2 dương A thế này?